Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sportage Một mẫu xe nằm trong phân khúc CUV 5 chỗ Trong phân khúc này Kia Sportage cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Hyundai Tucson Mazda cx 5 Ford Territory và một số những mẫu xe khác Và Kia Sportage là xe lắp ráp tại Việt Nam nên cũng nằm trong diện được hỗ trợ giảm thuế trước bạn Như vậy là các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc này từ Tucson, cx 5, Ford Territory hay là chiếc Kia Sportage đều là xe lắp ráp và được giảm thuế như nhau. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cụ thể cho anh em về chính sách bán hàng, giá xe ra biển số làm bánh và số tiền trả góp thấp nhất tại thời điểm đầu tháng 9 khi đã có chính sách hỗ trợ thuế của nhà nước rồi. Để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe Kia Sportage hay là một trong những mẫu xe nằm trong phân khúc SUV gầm cao 5 chỗ, anh em có thêm cơ sở để đưa ra quyết định mua xe lựa chọn chiếc nào cho phù hợp và mời anh em cùng xem chi tiết. Mẫu xe Kia Sportage có 3 tùy chọn động cơ cho anh em, động cơ xăng 2.0, động cơ dầu 2.0 và động cơ 1.6 turbo. Đối với động cơ xăng 2.0, anh em có các phiên bản sau. Phiên bản đầu tiên đó là chiếc Kia Sportage 2.0 máy xăng bản Luxury, phiên bản thứ hai đó là bản Premium, phiên bản thứ ba đó là bản Signature. Trong phiên bản Signature thì anh em sẽ có thêm một tùy chọn đó là tùy chọn X-Line. Đối với động cơ dầu thì anh em sẽ có một phiên bản duy nhất thôi đó là Kia Sportage 2.0 máy dầu bản Signature và anh em sẽ có thêm tùy chọn X-Line. Đối với động cơ turbo, anh em cũng chỉ có một phiên bản thôi, đó là phiên bản Sportage 1.6 turbo Signature. Và đến với tùy chọn động cơ dầu, em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em. Phiên bản đầu tiên đó là chiếc Sportage 2.0 máy xăng bản Luxury. Tại thời điểm tháng 9 này, giá bán theo chính sách của nhà máy vẫn ổn định, gần như là không có gì thay đổi so với thời điểm tháng 8 vừa rồi. rồi. Cụ thể giá bán cho anh em là 779 triệu. Anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em thì vẫn sẽ có cơ chế linh động cho anh em. Với giá bán 779 triệu, giá xe ra bị số bảy cũng như là số tiền trả góp thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị khi anh em đã được hỗ trợ thuế rồi. Em tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 852 triệu và trả góp thì cần trả trước 190 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 833 triệu, cần trả trước 171 triệu các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 824 triệu và cần trả trước là 162 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì ra biển số sẽ là 844 triệu và cần chuẩn bị 182 triệu. Giá xe ra biển số trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình và anh em nào mua trả góp thì vẫn sẽ phát sinh thêm hai khoản nữa đó là bảo hiểm thân vỏ và dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Anh em muốn biết hai khoản này bao nhiêu tiền thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Em có để số điện thoại góp phía dưới bên trái màn hình. Nhân viên bên em sẽ báo giá cho anh em. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 662 triệu. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,8 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Sportage 2.0 máy xăng bản Premium. Giá bán theo công bố của nhà máy là 799 triệu và vẫn sẽ có cơ chế linh động khi anh em nào mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em. Dựa vào giá bán này, giá xe ra biển số nam bánh và số tiền trả trước thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 874 triệu và cần chuẩn bị 195 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì bây giờ còn có 6% thôi thì sẽ là 855 triệu và cần chuẩn bị 176 triệu. Các tỉnh áp 10% thì bây giờ còn 5% thì sẽ là 846 triệu và cần chuẩn bị 167 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 865 triệu và cần chuẩn bị 186 triệu. Trong đó thì giá xe ra biển số cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản rồi em có chia sẻ trên màn hình và sáu góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí như trên màn hình. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 679 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản cuối cùng cho tùy chọn động cơ 2.0 máy xăng đó là chiếc Kia Sportage 2.0 máy xăng bản Signature. Theo chính sách của nhà máy thì giá bán cho anh em là 919 triệu. Khi có hỗ trợ thuế thì giá sẽ ra biển số cũng như là số tiền trả góp thấp nhất em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 002 triệu và trả trước 221 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% sẽ là 983 triệu và cần trả trước 201 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 972 triệu và cần chuẩn bị 191 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 992 triệu và cần chuẩn bị 211 triệu. Trong đó thì cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước và trả góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 781 triệu tương đương với 85% giá trị xe. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 12,8 triệu và tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Ngoài ra anh em sẽ có thêm tùy chọn x và anh em nào quan tâm thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em báo giá cho anh em cái tùy chọn này và đến với tùy chọn động cơ 2.0 máy dầu em cập nhật chỉ sách bán hàng cho anh em giá bán theo công bố của nhà máy thời điểm tháng 9 này là 939 triệu như vậy là cũng không có gì thay đổi so với thời điểm tháng 8 vừa rồi với giá bán này giá xe ra biển số lăn bánh cũng như là số tiền trả góp khi đã có hỗ trợ thuế em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 023 triệu và cần trả trước 224 triệu các tỉnh áp thuế 12% sẽ là 1 tỷ 003 triệu và cần trả trước 205 triệu cất tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 993 triệu, cần trả trước 195 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 012 triệu, cần trả trước 214 triệu. Trong đó cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, cùng với trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí như trên màn hình anh em đang theo dõi đây ạ. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng số tiền vay tối đa là 798 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 13,1 triệu. Anh em sẽ có thêm một tùy chọn đó là tùy chọn x cũng bằng tiền với bản xích này tùy vào nhu cầu của anh em và mấy anh em cùng đến với tùy chọn cuối cùng đó là chiếc Kia Sportage sử dụng động cơ 1.6 turbo và cũng chỉ có một phiên bản duy nhất đó là bản signature thôi giá bán theo chính sách của nhà máy thời điểm tháng 9 này vẫn ổn định và cụ thể giá bán cho anh em là 994 triệu với giá bán này giá sẽ ra biển số la bánh và số tiền trả góp thấp nhất em cũng đã tính cụ thể cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 079 triệu và cần chuẩn bị 234 triệu các tỉnh áp thuế 12% sẽ là 1 tỷ 059 triệu và cần chuẩn bị 214 triệu. Các tỉnh áp 10% sẽ là 1 tỷ 049 triệu và cần chuẩn bị 204 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 068 triệu và cần chuẩn bị 223 triệu. Giá xe ra biển số là bánh cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản và trả góp thì bắt buộc anh em sẽ phải phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa như trên màn hình. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 844 triệu tương đương với 85% giá trị xe trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 13,8 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và tùy chọn Kia Sportage 1.6 Turbo Xline đắt hơn 5 triệu so với Sportage 1.6 Turbo Signature thường. Anh em lưu ý cho em ạ. Em xin phép không tính giá xe ra biển số của phiên bản này nữa. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Sportage tại thời điểm đầu tháng 9. Hy vọng những thông tin được chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.